Hôm nay, hơn 300.000 trẻ mầm non và học sinh toàn tỉnh bắt đầu đi học trở lại sau một tháng nghỉ học phòng chống dịch bệnh COVID-19. Không cần cha mẹ gọi, ba chị em Đặng Chi Anh đã chủ động dậy sớm hơn mọi ngày, bởi hôm nay là buổi học đầu tiên các em quay trở lại trường học sau một tháng nghỉ học. Hôm qua con đã soạn sách rồi, nhưng hôm nay con dậy con vẫn phải kiểm tra lại. Con rất được mong muốn được đến trường, được gặp lại thầy cô, bạn bè, gặp lại cả lớp. Vì trong thời gian dịch, con không được gặp lớp mình mà con lại chỉ được xem những cái buổi học trực tuyến thôi ạ. Háo hức, mong chờ là tâm trạng chung của hơn 300.000 trẻ mầm non và học sinh các cấp học trong toàn tỉnh khi đi học trở lại. Mưa nặng hạt khiến cho việc kiểm tra thân nhiệt tại cổng trường gặp nhiều khó khăn. Nhưng với kinh nghiệm từ những lần học sinh trở lại trước đó, công tác phòng dịch được triển khai bài bản đúng quy định. Lần này không bắt buộc chia ca, chia lớp và dừng ăn bán trú mà được thực hiện tùy vào điều kiện của từng trường. Trong đó, an toàn của giáo viên và học sinh là quan trọng nhất. Để tổ chức ăn bán trú, chúng tôi đã phun thuốc khử khuẩn, sát khuẩn về khu vực bếp ăn, tổng dọn vệ sinh bếp ăn và chúng tôi đã luộc hoàn toàn bát đũa và xong nồi bằng nước nóng để đảm bảo tốt cho cái vệ sinh an toàn thực phẩm cho trẻ. Tiết chào cờ đầu tiên được tổ chức trong lớp thay vì tập trung cả trường, nên mỗi lớp một cách thực hiện riêng. Có lớp tổ chức vệ sinh phòng học để nâng cao ý thức phòng dịch, có lớp thầy cô lì xì và vui văn nghệ để tạo hứng khởi. Dù diễn ra với hình thức nào thì cảm xúc cũng rất đồng đầy. Tiết học ngày đầu tiên của buổi hôm nay thì nó không được nhộn nhịp như mọi lần, bởi vì là bọn em phải thực hiện những biện pháp phòng chống dịch. Tuy nhiên thì bọn em luôn ý thức rằng là bọn mình phải tuân thủ theo các biện pháp đó để dịch bệnh nhanh chóng được đẩy lùi. Trong tuần đầu tiên, các trường học tạm dừng việc học phụ đạo, sẽ triển khai học thêm tại trường cho học sinh khối 9 và 12 trong những tuần tiếp theo. Nhà trường cùng lúc giải quyết bài toán đảm bảo chất lượng và hoàn thành chương trình năm học. Ban giám hiệu đã chỉ đạo là toàn bộ các thầy cô ngay những cái tiết học đầu tiên mà các con trở lại trường thì các thầy cô sẽ rà soát kiểm tra lại các kiến thức mà các con đã học trực tuyến trong thời gian qua. Và nếu như mà thấy các con nắm bắt kiến thức tốt thì chúng tôi có thể lồng ghép dạy bài mới. Còn nếu các em mà kiến thức mà các con mà còn chưa nắm vững thì nhà trường sẽ tìm các biện pháp để bổ sung các kiến thức cho các em. Năm học 2020-2021, ngành giáo dục tiếp tục thực hiện mục tiêu kép đảm bảo an toàn phòng dịch và nâng cao chất lượng dạy và học.